Xin chào các bạn, trên tay mình đây là một chiếc ổ cứng di động đến từ Samsung, có tên là Samsung T5 với dung lượng là 500GB. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn bóc siêu và đánh giá nhanh em nó nhé. Nào, bắt đầu video thôi. Mặt trước của chiếc hộp đựng là tên, dung lượng và hình ảnh về màu sắc của sản phẩm với chữ T5 in chìm khá sang trọng. Mặt sau là thông tin của sản phẩm được viết bằng chữ Trung Quốc. Mình sẽ bỏ qua phần này. Cạnh hộp là các thông số như các bạn có thể thấy trên màn hình. Nào, mình cùng bóc siêu em nó nào. À quên mất, sản phẩm này đang có sẵn tại cửa hàng Survey Việt. Nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link ở phần mô tả nhé. Bên trong sẽ là hộp đựng bằng nhựa, gồm sản phẩm, sách hướng dẫn, hai dây kết nối, một dây Type-C to Type-C và một dây Type-C to USB-A. Nào, hãy bắt đầu đánh giá em nó nhé. Về thiết kế, cái nhìn đầu tiên của mình về em nó là khá nhỏ bằng kim loại. Các bạn có thể thấy, mình để vừa nó ở trong lòng bàn tay của mình. Cạnh trên của sản phẩm là một đầu kết nối USB Type-C, cạnh dưới là các thông số về model, dung lượng, vân vân. Theo như nhà sản xuất công bố, thì tốc độ truyền tải file của em nó có thể lên tới 540 m/s. Thực tế trải nghiệm của mình khi dùng dây kết nối Type-C to Type-C để copy một file nặng hơn 24GB thì cho tốc độ copy file dao động ở khoảng 490 cho đến 503 m/s. Còn khi mình sử dụng cáp USB Type-C to Type-A với cổng kết nối USB 3.1 chỉ cho tốc độ tối đa là 338 m/s và có thể lên đến 418 m/s. Quả thực nhà sản xuất không phô trương về em nó. Một điều là mình rất thích ở em nó, đấy chính là phần mềm quản lý dữ liệu đi kèm. Bạn có thể hoàn toàn quản lý dữ liệu của bạn một cách dễ dàng với phần mềm trực quan cho PC, laptop, Mac hay kể cả điện thoại của bạn. Bạn có thể thiết lập mật khẩu và nhận các bản cập nhật mới sau khi đã cài đặt thành công phần mềm tích hợp sẵn trong ổ cứng. Nhà sản xuất còn công bố chiếc ổ cứng này có thể chịu đựng được khi rơi từ độ cao 2m, nhưng mình sẽ không test trường hợp này đâu, bởi vì mình rất là sót chiếc ổ cứng này. Với thiết kế nhỏ gọn, nhiều lựa chọn kết nối, thì ổ cứng SSD di động Samsung T5 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Đấy là những gì mình cảm nhận được ở chiếc ổ cứng này. Còn các bạn thì sao? Mình nghĩ các bạn sẽ không hối hận khi sở hữu em nó đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.